Bây giờ anh đi về.
Vâng, là đi đổi khác. Tại vì nó chung hết được cái đâu. À, các cái đội này nó lên sân khấu luôn. À, đó là ban tổ chức một tầm hoa. Tiếp máy du lịch. Cứ mình là gì được đó. Nếu là không có máy thì mình chụp được nhiều. Không quay video thôi. Đấy, cái này quay đẹp đẹp là về tung lên là ok đấy. Được xây dựng từ đời xưa trên khu đất rộng 2400 m², quân viên vừa lần nâng tĩnh bình, nhiều cây cổ thụ nằm cạnh làng nên trong thời kháng chiến chống Pháp, các đơn vị bộ đội du kích hoạt động kháng chiến thường xuyên nắm quân diễn tập quân sự. Trong tháng chiến chống Mỹ cứu nước là nơi hội họp của đảng và chính quyền các phương Nam bàn về chính trị. Mình và chùa Phố Liệt là một di sản văn hóa và đã được nhà nước xếp hạng cấp tỉnh thành phố năm 2003 về lịch sử dân thôn biển là biển rác nhất Tuy Lai, có từ cái thuở xưa khai xã nhà. Trên trục thế kỷ ta quan từng bước phát triển đinh ra nhiều đời, theo tương truyền của tổ tiên xưa khởi đầu. Anh hùng có công hộ quốc được nhân dân các làng bản phụng thờ, các triều đại vua chiếu phong lưu sắc. Đình là biển rác nhất Tuy Lai, theo thần thoại thờ vị thần Cao Sơn thuộc đời vua Hùng Vương thứ 18. Trong bức cuốn thư cổ thờ tại đình làng thờ sự nước và sự nước đầu tiên, căn cứ vào những tư liệu hán nôm được tuyên truyền cho đình và những tư liệu truyền thuyết dân gian cho biết, đình Kim Đèn tôn thờ cấp Cao Sơn đại vương đến vị cảm tiên sơn thánh. Đình Kim Đèn là một trong 72 nơi thờ ông lưu niệm trên đường của hành quân. Sự tích về tam vị thánh tại sử sách ghi chép được tóm tắt như sau: xưa kia Long Quân đóng quân ở Phong Châu, kết duyên với bà Cô Cơ, sinh hạ ra được 110 con trai trí tuệ hơn người. 110 con trai đã được tiên lão đặt tên, đủ 10 con trai trưởng gọi là Hùng Lân làm thái tử, còn 99 người con đều được gọi là Nam để phân biệt với căn họ. Lộc Vân Quân là thần Thank you.
đội bàn minh lễ tạ đại phương thần và cho hai quân mình chiến lợi. Thank you.
một trong những nét đặc sắc nhất của mùa lễ hội năm nay với quy mô 14 triệu đồng. Cúng lịch sử thiên đường đã tổng hợp từ năm 2012 đầy đủ trước
Mong đèn có người như người có trình độ đại học, có bóng người có trình độ để học sĩ trở lên, để tính thêm tư tâm tích cực chủ đề tài là thân, là nguyên khí của nhân dân trong thương. Nói thế là thì hay thay vâng, quý vị và các bạn đang được chứng kiến màn rước kiệu của lễ hội làng Mèn. Một lễ hội vô cùng lớn với tổng 14 kiệu của các làng đều tụ họp ở đỉnh Mèn. Ở đây có một cái led rất là đặc biệt, đó là các kiệu phi vào nhau để chào hết. Các ngài chào nhau. Thank you.
nghị cơ sở các cơ sở đăng kiểm của cơ sở cầu đề nghị các đồng chí sẽ bây giờ cho quay luôn để đi ra để cho thoát. Khẩn trương đề nghị nếu là trừ không có đề nghị các đồng chí cho công an và bảo vệ vào để cưỡng chế. Đề nghị cơ sở thôn cầu sẽ quay kêu để cho ngay cả thoát. Khẩn trương lên ngay. Thank you.